Quý vị ơi, tại sao chúng ta phải trả cả ngàn đô để tẩy lông bằng phương pháp chiếu laser vào thân đầy đau đớn, hoặc phải chịu đựng hình phạt khi đi wax mỗi 2-3 tuần một lần? Bây giờ đã có một phương pháp mới tốt hơn, và đặc biệt là tẩy lông vĩnh viễn. Sản phẩm tẩy lông vĩnh viễn của công ty Donabella Cosmetics là một sản phẩm độc nhất ở trên thị trường. Bạn có thể dùng sản phẩm trong sự riêng tư và có thể làm tại nhà. Donabella Permanent Hair Removal System được nghiên cứu và sản xuất tại Hoa Kỳ.